Xin chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Vừa rồi anh em cũng thấy một vài cái hiệu ứng chữ trong cái video rồi. Nội dung hôm nay mình chia sẻ cho anh em là cách làm được những cái hiệu ứng y chang như vậy trên ứng dụng KaiMaster nghe anh em. Nếu anh em nào đã biết rồi thì cho qua. Còn anh em nào chưa biết mời anh em xem tiếp video để cùng mình thực hiện nghe anh em. Rồi, anh em bắt đầu mở ứng dụng KaiMaster lên để thực hiện tạo hiệu ứng chữ nâng cao trên ứng dụng này nghe anh em.
Chốt lại, để tạo được hiệu ứng chữ, anh em dùng 3 chế độ này: trong quạt ảnh tổng thể, quạt ảnh xóa lớp. Anh em chọn hiệu ứng ra vào khác nhau hợp lý sẽ tạo ra được nhiều cái hiệu ứng chữ nâng cao đẹp mắt nghe anh em. Mình xin dừng lại ở đây. Nếu anh em thấy thích nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.